bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của forex.com.vn. Các bạn thân mến, các nhà giao dịch ngoại hối phát triển mạnh trong sự biến động. Đây là lý do tại sao có thể hiểu được khi rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy buồn chán khi sự biến động chậm lại. Nhân loại đã thực hiện nhiều cuộc phát triển công nghệ chỉ để giải quyết những khoảnh khắc không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn có thể biết rằng sự nhàm chán hoặc thiếu hành động giao dịch thực sự có thể tốt cho giao dịch ngoại hối hay không? Bạn cảm thấy giao dịch forex chán nản khi tâm trí của bạn đang bị thổi bay với tất cả các loại hình ảnh, âm thanh và tiếng ồn cảm xúc khó nghe và những gì mà thị trường đang nói? Sự mất tập trung có thể khiến bạn không tập trung vào việc là nhận ra các mẫu biểu đồ, hoặc chúng ta có thể bị ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng xử lý thông tin thị trường của bạn và phản ứng kịp thời với việc thay đổi điều kiện thị trường. Vấn đề là hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối đều có thể đứng trước những khoảnh khắc buồn tẻ. Nếu bạn đã từng chán nản khi giao dịch thì bạn cũng phải biết rằng cảm giác thất vọng đi kèm với nó. Bạn muốn cảm thấy hiệu quả, vì vậy bạn trông có vẻ khó khăn cho những việc liên quan đến giao dịch. Khi họ chán, họ cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng cách tập trung quá mức và buồn giao dịch. Một số thậm chí nâng cao khả năng chịu rủi ro của họ chỉ để có được sự hồi hộp của họ. Đôi khi họ giành chiến thắng, nhưng trong nhiều trường hợp, số dư tài khoản của họ có những lần truy cập không cần thiết. Sự nhàm chán thực sự có thể là một điều tốt nếu xử lý đúng cách. Sự thiếu vắng kích thích từ thị trường cho phép bạn đặt mình vào trạng thái thanh thản và yên bình, nơi bạn có thể thực sự tập trung vào các mục tiêu giao dịch của mình. Đây nên là mục tiêu của bạn, vì các quyết định giao dịch tốt thường đến từ một tâm trí bình tĩnh và thu thập. Trong thời điểm thị trường chậm chạp, bạn sẽ phải nghĩ mình là một con nhện. Đó là thay vì di chuyển xung quanh để tìm con mồi, một con nhện chỉ đơn giản là xây dựng một mạng lưới và kiên nhẫn chờ thức ăn của nó rơi vào đó. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc bình tĩnh như một con nhện, thì hãy cân nhắc thực hiện bài tập 3 bước đơn giản này bất cứ khi nào mà bạn bị choáng ngợp bởi các kích thích từ thị trường nha. Thứ nhất, trước khi bạn bắt đầu giao dịch, hãy đặt 5 đến 10 phút để thoải mái. Thứ hai, nhắm mắt lại và cuối cùng hít thở sâu nhịp nhàng. Điều đó có vẻ là không nhiều, nhưng bài tập này đã giúp rất nhiều giao dịch ngoại hối lấy lại sự tập trung. Bạn thấy đấy, sự nhàm chán không nhất thiết là một điều xấu. Cảm giác nhàm chán chỉ là tâm trí và cơ thể của bạn nói rằng bạn có mọi thứ tại chỗ, và đó là thời gian để bạn kiên nhẫn và để mọi thứ đến với bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày giao dịch thật thành công. Còn bây giờ, thời lượng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.